công ty kiến trúc Phong Thủy Thái Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube. Và Đức Trung trợ lý của Thầy Thái Nguyên ngày hôm nay sẽ cùng quay lại trao đổi với cô chú anh chị xoay quanh những cái kiến thức liên quan đến phong thủy làm nhà, hay là những cái kiến thức liên quan đến kiến trúc phong thủy mà chúng ta ứng dụng để giúp cho việc kiến tạo lên ngôi nhà của chúng ta trở nên tốt hơn. Và ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ cùng trao đổi đến các cô chú anh chị những cái sai lầm quan trọng trong cái việc liên quan đến phong thủy nhà bếp. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhắc đến 5 cái sai lầm nghiêm trọng trong cái việc mà chúng ta thiết kế phong thủy nhà bếp, mà nếu như mắc phải thì những cái sai lầm này thì nó sẽ tổn hao rất nhiều đến yếu tố hòa hợp, đến yếu tố về tài lộc, sức khỏe, gia đạo trong cái ngôi nhà của cô chú anh chị. Và nếu như chúng ta đang mắc phải những sai lầm này thì hãy có cái phương án để mà thay đổi để nó sẽ tốt hơn. Đối với chúng ta biết rằng là nhà bếp là một trong những cái công năng quan trọng trong ngôi nhà. Chúng ta nhắc đến cái nguyên tắc là môn chủ và táo, đúng không ạ? Thầy Thái Nguyên nhắc rất nhiều đến cái yếu tố là môn chủ táo. Tức là trong phong thủy dương cơ thì chúng ta có 3 cái yếu tố vô cùng quan trọng đối quyết định yếu tố họa phúc của ngôi nhà. Thứ nhất là môn là cổng, đúng không ạ? Chủ là cái phòng ngủ, tức là cái phòng ngủ riêng của người trạch chủ ạ. Và cái thứ ba là táo, táo tức là cái không gian bếp. Thì ngày hôm nay chúng ta nói đến không gian bếp. Không gian bếp là một trong những công năng quan trọng trong phong thủy hay kể cả đối với cái mục đích sử dụng nữa. Không gian bếp là nơi mà chúng ta có thể thấy đó là tượng trưng cho cái sự hòa hợp, cũng tượng trưng cho cái hơi ấm trong ngôi nhà, đúng không ạ? Tượng trưng cho cái việc là vợ chồng hòa hợp. Vì chúng ta thấy rằng là vợ chồng có hòa hợp thì mới dành thời gian ra để mà nấu ăn cho nhau ăn, đúng không ạ? Ngôi nhà có được êm ấm, có được đầm ấm yên vui thì các thành viên trong ngôi nhà nó luôn quy tụ lại ở những bữa cơm gia đình, đúng không ạ? Nếu như ngôi bếp, ngôi nhà đó mà không có được hạnh phúc, ngôi nhà đó không được hòa hợp thì cái bếp luôn lạnh lẽo, đúng không ạ? Người chồng thì chỉ muốn đi ăn ngoài, không có muốn về nhà, đúng không ạ? Người vợ thì cũng không có muốn nấu cơm thì ngôi bếp lúc nào cũng lạnh lẽo ạ. Các thành viên không có về nhà ăn cơm thì cái căn bếp của chúng ta lúc nào nó cũng lạnh lẽo, nó đơn sơ, thì nó thể hiện cái việc nó cái gia đạo nó không được hạnh phúc, nó bất ổn. Vì đâu đó và trong đó có những cái nguyên nhân liên quan đến yếu tố phong thủy, và 5 cái nguyên nhân sau đây nó cũng sẽ ảnh hưởng đến yếu tố phong thủy rất lớn đối với bếp. Thứ nhất, đó là cái việc đó, cửa chính của ngôi nhà nó nhìn thẳng vào bếp. Chúng ta biết rằng là trong cái việc thiết kế phong thủy thì không phải kiến trúc sư nào cũng biết tối ưu cái không gian cũng như tối ưu các khối công năng trong ngôi nhà. Với nhà ống hay kể cả nhà vườn cũng thế, rất ít các kiến trúc sư có cái sự am hiểu sâu về cái việc khối cục trong ngôi nhà cũng như là thiết kế đúng phong thủy. Thì một trong những cái sai lầm trong việc thiết kế phong thủy đó là cái việc để cửa chính nhìn thẳng vào bếp. Thì nếu chúng ta nói rằng là cái tài khố của ngôi nhà đó là cái tại két sắt chứa tiền, đúng không ạ? Thì cái tài khố của cái việc nó cái ngôi nhà tạo sự êm ấm thì đó là cái bếp. Thì cái việc nếu như cái bếp mà để cho phía cửa chính, chúng ta nhìn lên cửa chính, nhìn thẳng xuyên vào bếp luôn, nhìn vào bếp nấu luôn, thì nó sẽ dễ dẫn đến cái việc đó là người ngoài chúng ta soi mói vào bên trong ngôi nhà. Và giống như cái việc đó là người ngoài người ta nhìn thấy toàn bộ cái ruột gan phía bên trong ngôi nhà nó như thế nào, thì nó sẽ dẫn đến cái việc đó là người ta biết quá nhiều về ngôi nhà mình, thì sẽ dẫn đến cái việc thị phi, đúng không ạ? Dẫn đến việc thị phi và tiểu nhân soi mói quấy phá thì nó sẽ không tốt, nó ảnh hưởng đến gia đạo của ngôi nhà và ảnh hưởng đến việc hòa hợp của các thành viên trong gia đình. Do đó là để cửa chính mà nó nhìn thẳng xuyên vào bếp thì một trong những cái sai lầm trong phong thủy như thế nó không có tốt. Hơn nữa một điều rằng là cái việc không có cái khoảng ngăn cách, cũng như không có những bức vách ngăn cách giữa cái việc đó là cái đường khí chạy từ cửa chính nó đi thẳng vào bếp, thì khiến cho cái việc bếp nó không tụ được khí và nó bị lộng phong. Tức là cái yếu tố về cái luồng khí trong bếp nó cuồng quá, nó không có tụ được khí và khiến cho cái việc cái đường khí nó chạy sọc thẳng vào thì nó không có được tốt. Trong phong thủy thì cái việc không tụ được khí thì tương ứng với việc nó bị tán khí, và tương ứng như thế cái việc là hao tán tài sản, hao tán cái tài lộc cũng như gia đạo nó bị bất ổn. Bởi vậy cho nên là cửa chính thông thẳng với bếp là một trong những cái lỗi sai trong phong thủy tuyệt đối cần phải tránh. Thì trong cái việc khi thiết kế thì người ta sẽ ngăn cách các cái khối công năng này ra và ngăn cách cái khu vực bếp, khu vực phía bên ngoài phòng khách bằng những cái phần ngăn cách đoạn, ví dụ như cầu thang hoặc phòng ngủ đó, thì nó sẽ có cái sự ngăn đoạn ra. Hay đối với kể cả nhà vườn, nhà ống thế, thì đối với nhà vườn, nhà vuông thế, chúng ta cần phải chia cái khối công năng nó thật là hợp lý, chứ không phải để thẳng cái cửa chính nhìn thẳng vào bếp được. Đấy là một trong những cái sai nhé. Đấy, và nếu như cái việc mà sai phạm như thế rồi thì chúng ta cần phải tìm phương án hóa giải thôi. Một là có thể lựa chọn một cái khu vực khác để chúng ta thiết kế không gian bếp ở đấy. Hai, chúng ta phải có những cái khối bức vách hay bình phong để chúng ta ngăn lại. Tuy nhiên còn phải căn cứ vào cái tình hình thực tế, bản vẽ công năng, chứ không có lý thuyết nào đây cả nhé. Do đó rằng là nhà cô chú chị mà đang gặp phải cái trường hợp như thế thì cần phải có cái gửi lại cái bản vẽ công năng cho đội ngũ trợ lý của Thầy Tam Nguyên, để đội ngũ trợ lý sẽ cùng thầy phân tích và đưa phương án hóa giải nha. Cái lỗi thứ hai trong cái việc là thiết kế không gian bếp đó là để cái không gian bếp nó có cái sự đối diện đấy, với lại một số những công năng khác mà nó dẫn đến cái sai phạm. Ví dụ như là bếp, thứ nhất chúng ta biết là bếp nó đối diện với lại là cái nhà vệ sinh,
Đấy, cái lỗi thứ hai Đức Trung nhắc đến đó là bếp nó đối diện với nhà vệ sinh. Chúng ta biết rằng là bếp nó mang ngũ hành thuộc mỗi một cái công năng trong nhà thì nó mang một ngũ hành riêng. Đấy, và tất cả các cái việc ứng dụng phong thủy nó đều vận hành trên cái việc tính toán cái trường khí xoay quanh âm dương và ngũ hành. Thì đối với bếp nó mang ngũ hành hỏa và nhà vệ sinh thì nó mang ngũ hành thủy. Do đó việc nếu như để mà cái không gian bếp nó đối diện với cửa nhà vệ sinh thì thủy hỏa đấy nó có sự tương khắc. Thủy hỏa nó tương khắc nó dẫn đến cái việc đó là không có sự hòa hợp. À, giống như việc trong ngôi nhà thủy hỏa tương khắc thì dễ dẫn đến khắc khẩu của hai vợ chồng, cứ suốt ngày cãi cọ nhau thôi. Cãi cọ nhau thì cơm không ngon và canh không ngọt, đúng không ạ? Cứ đến bữa ăn thì lại cãi nhau thì chả ai muốn ăn cơm ở nhà cả, đúng không ạ? Không muốn ông chồng nào lại muốn ăn cơm của một người vợ mà suốt ngày cằn nhằn mình, hay là người vợ cũng không bao giờ muốn nấu cơm cho một ông chồng mà suốt ngày cứ hai vợ chồng cứ lục đục cãi nhau thôi, đúng không ạ? Tình cảm nó cứ đi xuống, thì khiến cho cái việc cơm không ngon và canh không ngọt, hòa hợp gia đình nó không có tốt, và khiến cho cái việc là tâm trí chúng ta cũng để đâu đâu, không có tập trung cho cái việc kiến tạo sự nghiệp, đúng không ạ? Tiền bạc cũng không có, tài lộc cũng không ăn thua, thì cuối cùng hai vợ chồng chẳng ly tán mất. Do đó là có khi là xem đi xem lại nó ra nó sai phong thủy ở cái bếp. Bếp đối diện với nhà vệ sinh nó không có tốt, do việc thủy hỏa nó tương khắc. Hơn nữa một điều là trong nhà vệ sinh thì nó luôn luôn có cái sự ẩm thấp, do cái việc nó có cái nước tích tụ, đúng không ạ? Và ẩm thấp đấy nó dẫn đến mùi hôi, dẫn đến ẩm mốc. Và cái việc khu vực bếp là khu vực chúng ta nấu ăn, đúng không ạ? Thì việc mà ẩm thấp, mùi hôi hay vi khuẩn từ trong nhà vệ sinh nó tràn ra thì nó dễ ảnh hưởng đến cái việc đó là cái không gian bếp, nó ảnh hưởng đến thức ăn, ảnh hưởng đến cái sức khỏe. Và khi chúng ta ăn uống vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thì nó không tốt cho sức khỏe. Do đó rằng là trong cái việc thiết kế công năng thì chúng ta tuyệt đối tránh cái việc đó là nhà vệ sinh nó đối diện với lại là chúng ta tránh cái việc tuyệt đối giữa việc bếp nó đối diện với cửa nhà vệ sinh thì nó không có tốt. Đấy là một trong những lỗi sai. Và nếu như cái trường hợp này đã bị sai rồi ấy, thì chỉ có thể hóa giải thôi. Hóa giải phương án thứ nhất là chúng ta hóa giải bằng cách là chúng ta chuyển cái công năng. Chúng ta chuyển bếp đi hoặc là chuyển nhà vệ sinh đi. Chúng ta không có để đối diện như thế nữa. Còn chuyển như thế nào thì phải là khảo sát, tư vấn thiết kế cặn kẽ trên bản vẽ nhé cô chú nhé. Chứ phải thông qua video này nhìn lại là thấy là nhà mình đúng là đối diện thế thật. Bây giờ là ầm ầm chuyển đi đâu cũng không biết. Có khi là lợn lành trở thành lợn què là không có tốt đâu. Đấy, nếu như trong trường hợp là chúng ta chuyển được thì cần phải chuyển công năng đi sẽ tốt hơn và nên có sự tư vấn từ phía chuyên gia. Còn nếu mà không chuyển được thì ít nhất chúng ta có thể sử dụng những cái phương án vật phẩm phong thủy hoặc là pháp khí phong thủy để mà chúng ta hóa giải. Thì cái việc hóa giải đây chúng ta hóa giải đối với việc là cái nhà vệ sinh thì tốt nhất chúng ta nên đóng cửa lại và luôn trong trạng thái đóng. Luôn trong trạng thái đóng thì chúng ta sử dụng hay không sử dụng thì chúng ta cũng nên đóng lại. Để mà cái việc thuận tiện hơn thì cô chú chị cũng thể nghiên cứu trong việc chúng ta có một cái thiết bị là tay co thủy lực, chúng ta lắp ở phần cửa nhé, để khi chúng ta mở ra nó tự đóng lại thì không cần người đóng nữa, thì cửa chúng ta luôn đóng thì cái việc mà uế khí mùi hôi ẩm thấp nó không có bị thoát ra ngoài nhiều nhé. Cái thứ hai nữa, chúng ta trong nhà vệ sinh đấy thì cô chú chị cũng nên đặt một cái hũ gọi hũ thay canh bảo bình thủy để cái dương tính của cái đá thay canh nó phát ra và nó hóa giải cái âm khí trong nhà vệ sinh, mùi hôi nhà vệ sinh thì sẽ rất là tốt. Đấy, còn đối với khu vực bếp thì chúng ta cũng có thể là chấn lại cái việc cái xung khắc dưỡng ngũ hành như thế. Chúng ta có thể sử dụng ba cái đồng hoa mai để chúng ta dán xuống dưới cái mặt của cái bàn bếp thì nó sẽ rất là tốt. Ví dụ cái mặt bếp chúng ta nấu như này, đây là phía bên trên bếp nấu đúng không ạ, thì phía dưới cái mặt đá mà ốp bếp ấy, thì chúng ta có cái mặt gờ ra nó đua ra, chúng ta có thể dán ba đồng hoa mai ở dưới đấy thì nó giúp cho việc hóa giải, thì nó cũng sẽ mang lại cái hiệu quả cải thiện. Dĩ nhiên là không thể nào tốt bằng cái việc chúng ta kiến tạo nên một không gian sống ngay từ ban đầu. Và nếu như kiến tạo không gian sống ngay từ ban đầu thì chúng ta nên lựa chọn một cái đơn vị tư vấn mà có sự am hiểu sâu về phong thủy cũng như kiến trúc thì sẽ tốt hơn. Và bộ hồ sơ tư vấn phong thủy của Phong Thủy Thái Nguyên là một trong những cái giải pháp hàng đầu mà cô chú chị nên lưu tâm và ứng dụng. Có thể lựa chọn cái dịch vụ tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Thái Nguyên để cái việc thiết kế đến cách cục của một ngôi nhà nó được chuẩn chỉnh ngay từ ban đầu thì nó không có bị sai phạm, bởi vì trong cái bộ hồ sơ này sẽ có những cái phần liên quan đến thiết kế cái công năng bên trong rất là chi tiết. Và chắc chắn một điều, thầy Tam Nguyên và đội ngũ kiến trúc sư sẽ tính toán rất kỹ đến các yếu tố này, không có để sai phạm, bởi vì rằng là chúng ta làm đúng ngay từ ban đầu thì không việc sửa chữa về sau nhé. Đây là cái lỗi thứ hai thì chúng nhắc đến. Sang cái lỗi thứ ba, cái lỗi thứ ba liên quan đến việc phong thủy nhà bếp đặt sai, đó là cái việc đó cái phòng bếp nó lại đặt ở dưới cái phòng ngủ, đúng không ạ? Cái phòng bếp đặt dưới phòng ngủ. Cái lỗi thứ ba đó là lỗi phòng bếp đặt dưới phòng ngủ. Phòng bếp là cái nơi mà Đức Trung có nói hỏa rất phượng, và thường là phía bên trên của phòng ngủ, phía bên trên của bếp, tức là theo công năng trục dọc thì phía bên trên chúng ta không nên đặt phòng ngủ. Đấy, mà chúng ta có thể biến cái phòng đấy là phòng sinh hoạt chung, hoặc phòng đấy là phòng giải trí, hoặc là phòng đấy là phòng thư viện đọc sách, hoặc là phòng đấy đơn giản là phòng chứa đồ, hoặc là phòng đấy là phòng dành cho người khác ngủ, tức là khách đến chơi nhà thi thoảng đến ngủ đấy chẳng hạn. Chứ không nên để cái phòng đấy là phòng ngủ của các thành viên trong gia đình. Đặc biệt sai phạm một cái là để cái đầu giường ngủ mà lại thẳng trục với cái bếp bên dưới, thì đấy là một trong những cái sai rất lớn. Vì rằng là cái bếp nó ngũ hành thuộc hỏa, hỏa vượng như thế thì nó làm cho cái việc là cái yếu tố về cái việc phòng ngủ bên trên thì nó không có được vượng khí. Phòng ngủ là cái nơi mà chúng ta tĩnh dưỡng và cái việc
bổ sung tái tạo lại sức khỏe đúng không ạ? Mà nếu như cái việc là có cái yếu tố hỏa khí nó vượng nó đốt ở phía bên dưới thì việc là giấc ngủ nó không có tốt và ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đến cái tâm trí và ảnh hưởng đến tài lộc của thành viên đấy. Do đó cái phòng ngủ phía bên trên, nếu như việc thiết kế bếp bên dưới rồi thì phía thẳng trục cái phòng bên trên chúng ta không nên để phòng ngủ. Hoặc nếu mà có để một cái phòng công năng ở đấy thì hãy để cái phòng đấy là cái phòng mà sinh hoạt chung, một cái phòng sử dụng nó khác đi, không phải phòng ngủ nhé. Cái yếu tố lỗi thứ tư mà chúng ta nhắc đến vẫn là phòng ngủ, nhưng ở đây là cái cửa phòng bếp, cái cửa phòng ngủ để mở ra khu vực bếp thì việc này nó cũng không tốt. Đơn giản một điều đó, khu vực bếp là khu vực chúng ta nấu nướng khá nhiều và có nhiều cái mùi thức ăn nó dự trữ ở trong cái khu vực bếp đấy. Và nếu như cái cửa phòng ngủ chúng ta lại mở ra khu vực bếp thì cái việc là cái mùi thức ăn hoặc mùi hôi hoặc là cái mùi rác từ cái phòng bếp nó sẽ ập vào trong phòng ngủ. Và phòng ngủ như Đức Trung nói là cái phòng mà nó tái tạo cái năng lượng, sức lao động đúng không ạ? Nhất là những phòng ngủ mà nó ít có cái sự tiếp xúc với ánh sáng, mà cửa sổ nó không có chẳng hạn thì nó rất bí. Và nếu như phòng ngủ chúng ta lại tích tụ bởi những cái mùi hôi, những cái mùi thức ăn hay những cái mùi rác thải từ cái nhà bếp đấy thì nó khiến cho cái việc nó ngưng tụ cái uế khí trong phòng ngủ thì nó không tốt cho sức khỏe. Thì sẽ khiến cho cái việc đó là sức khỏe của người ngủ trong phòng ngủ thì cũng không tốt. Hơn nữa một điều, chúng ta cứ hình dung bước ra khỏi phòng bếp, bước ra phòng ngủ chúng ta lại nhìn thấy không gian bếp nó cứ bừa bộn, nó cứ lộn xộn như vậy thì cái cảm giác chúng ta không có được thoải mái cho lắm. Do đó là trong cái việc thiết kế chúng ta không có để cái việc khối công năng phòng ngủ nó đối diện với phòng bếp như vậy nhé, chúng ta chú ý. Cái lỗi thứ năm đó trong cái việc đó là thiết kế phòng bếp, đó là cái việc công năng của bếp thì nó đối diện với lại là khu vực thờ tự, khu vực thờ cúng. Trong cái việc đó là không gian của, đặc biệt là khu vực thờ cúng ở đây chúng ta lại thờ Phật nữa thì càng không hay. Vì rằng là công năng của khu vực bếp là công năng mà chúng ta sinh hoạt mà nó có cái sự chặt chém rồi là chặt nấu rồi là khu vực mà chúng ta nấu nướng mà nó có cái mùi hôi. Bởi vậy cho nên rằng là nó, tức là nó không có yếu tố thanh tịnh. Trong đó khu vực thờ cúng, khu vực thờ tự là một cái trong những khu vực mà chúng ta cần phải để cái yếu tố về thanh tịnh nó tốt. Đặc biệt là trong những ngôi nhà mà gia chủ có thói quen nó thờ thần Phật chẳng hạn, thì cái khu vực nấu chúng ta, nếu chúng ta không phải là người ăn chay thì khu vực nấu chúng ta vẫn nấu mặn đúng không ạ? Chúng ta vẫn thịt thựa, gà, qué rồi là cá, mú ở đấy thì nó không có tốt. Cái việc mà thần Phật mà nhìn ra thấy sự sát sinh như vậy thì chắc chắn một điều nó không có đúng trong nguyên tắc về giáo lý nhà Phật đúng không ạ? Do đó rằng là nếu như không gian bếp mà đối diện với không gian phòng thờ thì về cơ bản đây cũng là một trong những cái cách cục nó không có được viên cách. Tương tự như thế chúng ta có thể xét trục dọc lên, tức là phía bên dưới là bếp, bên trên là phòng thờ thì nó cũng không có được cái viên cách đâu. Do đó rằng là với cái năm cái sai lầm đối với việc bố trí phòng bếp như vậy thì cô chú chị chúng ta cần phải lưu tâm và tránh cái việc tuyệt đối không có để sai phạm như thế. Đức Trung nhắc lại nhé, năm cái sai lầm. Thứ nhất đó là cửa chính nhìn thẳng vào không gian bếp không tốt. Cái thứ hai đó là phòng bếp mà nó lại đối diện với lại là cửa nhà vệ sinh thì cũng không có tốt. Cái thứ ba đó là phía bên trên phòng bếp là công năng phòng ngủ thì cũng không có tốt. Hoặc là cửa bếp lại đối diện với cửa phòng ngủ. Và cái thứ năm đó là cái việc nó là không gian bếp đối diện với khu vực thờ tự thì nó cũng không có được đắc khí trong phong thủy. Với năm cái yếu tố này chúng ta cần phải xem lại ngôi nhà chúng ta, và nếu có sai phạm thì chúng ta hãy có phương án chỉnh sửa và nên có sự tư vấn từ phía chuyên gia thì sẽ tốt hơn. Ngay từ ban đầu nếu chúng ta đang có ý định thiết kế một ngôi nhà chúng ta làm sao tối ưu cả công năng phong thủy và kiến trúc thì có được cái sự tư vấn từ phía đơn vị chuyên gia, đó là chúng ta ứng dụng những kiến thức trong bộ tư vấn hồ sơ phong thủy này thì sẽ mang cái viên cách cho cái ngôi nhà làm cách tốt nhất, lựa chọn đúng thay vì cố gắng. Khi chúng ta đã đúng ngay từ ban đầu chúng ta sẽ không cần phải mất công sửa chữa về sau, để tránh cái việc đó là ngôi nhà chúng ta sai mà quay ra sửa thì sẽ rất mất nhiều thời gian và rất nhiều các cô chú chị trở nên tiếc bởi vì rằng là biết phong thủy nguyên muộn quá. Do đó rằng là nếu như cô chú chị nào mà biết rằng là người thân mình đang có việc ý định làm nhà thì hãy chia sẻ video này hoặc là nhắc đến phong thủy nguyên cho họ để họ tìm kiếm. Thì biết đến phong thủy nguyên là một trong những cơ duyên rất lớn đối với các gia chủ, bởi vì thực sự phong thủy nguyên chúng tôi rất tự tin vào kiến thức cũng như là những cái sản phẩm của chúng tôi đưa đến quý khách hàng cũng như là các gia chủ để mong muốn kiến tạo lên một cuộc sống thịnh vượng đối với các gia chủ. Và thông qua video này thì chúng cũng rất cảm ơn các cô chú chị thường xuyên theo dõi và ủng hộ ban biên tập cũng như kênh tư vấn của Phong Thủy Thiên Nguyên. Và để theo dõi những video chúng ta hãy bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông nhé. Đức Trung xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú chị trong những video tiếp theo.